chào các bạn, lại là Sam đây. Mình đã quay trở lại với các bạn rồi. Ngày hôm nay mình sẽ mang tới cho các bạn một số bài tập về nhóm cơ mới mà mình tin chắc rằng các chị em phụ nữ đều quan tâm tới nhóm cơ này, đó là phần nhóm cơ bụng. Nào, bây giờ chúng ta cùng nhau tập luyện thôi. Let's go. Rồi, chúng ta cùng nhau khởi động, nắm nóng cơ thể thôi. Xoay cổ tay, cổ chân nào. Xoay tròn cổ chân lên giúp mình nhá. Đổi chân. Rồi, đẩy hông sang bên trái, bên phải. Thả lỏng hai phần hông của mình ra. Rồi, xoay tròn nào. Rồi, xoay ngược lại luôn. Rồi, đầu gối nào. Xoay ngược lại. Rồi, tập rưỡi hai lần. Rồi, bây giờ mình sẽ chuyển sang ép ngang. Chân nào, căng hết phần đùi trong của mình ra nhá. Rồi, chuyển qua ép dọc, thẳng người. Đổi chân nào. Rồi, chúng ta vô động tác số 1 nào. Hai tay chúng ta chống ra sau. Đẩy người đây.